Cô chào tất cả các em học sinh khối 4 trường tiểu học Lê Văn Thọ. Các em ơi, hôm nay chúng ta trở lại với môn khoa học lớp 4. Trước khi vào bài mới, cô có một số câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức cũ mà chúng ta đã học ở tiết trước. Nào, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Câu hỏi số 1. Âm thanh cần thiết cho cuộc sống con người như thế nào? Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Còn của cô sẽ là âm thanh rất cần cho con người. Nhờ có các âm thanh, chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu. Câu hỏi số 2. Các em hãy phân loại các âm thanh sau: tiếng chim hót, tiếng loa phóng thanh mở to, tiếng người nói chuyện, tiếng búa tán thép, tiếng máy cưa, tiếng máy khoan, tiếng cười của em bé, tiếng động cơ ô tô, tiếng nhạc nhẹ. Các em sẽ phân loại thành hai cột. Cột thứ nhất là các loại âm thanh ưa thích, cột thứ hai là các loại âm thanh không ưa thích. Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem những âm thanh nào mà chúng ta ưa thích. Tiếng chim hót, tiếng nói chuyện, tiếng cười của em bé, tiếng nhạc nhẹ. Thế còn những âm thanh nào mà chúng ta không ưa thích? Đó là tiếng loa phóng thanh mở to, tiếng búa tán thép, tiếng máy cưa, tiếng máy khoan, tiếng động cơ ô tô. À, thế thì tại sao em lại không ưa thích những cái loại âm thanh đó? Bởi vì sao hả các em? Bởi vì những âm thanh đó nó quá to, nó có hại cho tai và sức khỏe, nó làm cho con người cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi. Vừa rồi cô đã kiểm tra xong phần bài cũ của các em, chúng ta đi sang bài mới nhé. Trong cuộc sống, có những âm thanh mà chúng ta không ưa thích. Chúng ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Chúng là loại tiếng ồn có tác hại. Vậy, làm cách nào để phòng chống tiếng ồn? Các em sẽ hiểu điều đó qua bài học hôm nay, âm thanh trong cuộc sống tiếp theo. Nào, bây giờ các em hãy đi tìm hiểu hoạt động 1 cho cô. Các loại tiếng ồn và nguồn gây tiếng ồn. Nào, bây giờ các em hãy mở sách khoa học trang 88, quan sát tranh minh họa và trả lời cho cô câu hỏi. Theo em, âm thanh được phát ra từ những nơi nào? 1 giây làm việc bắt đầu. À, âm thanh có thể được phát ra từ loa đài tivi. Âm thanh được phát ra từ xây dựng công trường. Trong cái xây dựng công trường thì các em sẽ thấy rất là có nhiều âm thanh. Nào là tiếng đập, tiếng gõ của gạch, tiếng máy cưa, tiếng máy hàn, rồi tiếng máy trộn bê tông, vân vân. Âm thanh còn được phát ra từ còi xe, động cơ xe ô tô, xe máy. Rồi các em quan sát bên này, chúng ta sẽ thấy được đây là âm thanh sẽ phát ra từ chợ. Rồi chúng ta nhìn vào bức tranh này, chúng ta cũng sẽ thấy luôn, à, đây là vào ban đêm, à, con chó này nó đang sủa, à, và đây chính là âm thanh phát ra từ tiếng chó sủa vào ban đêm. Còn đây là một cái lớp học này
được ở gần một cái xưởng cưa, một cái xưởng hàn đấy các em này. Thế thì âm thanh ở đây đã phát ra từ tiếng máy cưa, tiếng máy khoan bê tông ở công trường. Nào, các em hãy liên hệ thực tế và trả lời cho cô câu hỏi sau. Những cái âm thanh trong cuộc sống hàng ngày của em. À, chúng ta cũng biết đấy, khi đến trường thì âm thanh của cô giáo nói chuyện, giảng bài, âm thanh của các bạn học sinh trả lời câu hỏi, vân vân. Rồi chúng ta còn nghe được âm thanh của tiếng trống trường. Ở nhà chúng ta sẽ nghe thấy được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hay tiếng gáy của chú gà trống. Vậy thì theo em, hầu hết các loại tiếng ồn là do tự nhiên hay do con người gây ra? À, chúng ta cũng biết đấy, hầu hết tiếng ồn trong cuộc sống là do con người gây ra, như sự hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không. Ở trong nhà thì các loại máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy ghi âm, vân vân cũng là nguồn gây tiếng ồn. Tiếng ồn có tác hại như thế nào và làm thế nào để phòng chống tiếng ồn? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp hoạt động 2. Hoạt động 2. Tác hại của tiếng ồn và biện pháp phòng tiếng ồn. Các em tiếp tục quan sát tranh sách giáo khoa trang 88-89 và trả lời cho cô câu hỏi sau. Từ những tiếng ồn phát ra ở hoạt động 1, theo em, tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng gì tới con người? Nào, các em đã có câu trả lời của mình chưa? Vậy thì tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng tới con người như là gây chói tai, nhức đầu và mất ngủ. Tiếng ồn cũng làm ảnh hưởng đến cái sự không chú ý học bài của các em, gây ồn ào đấy. Như vậy thì nguyên nhân gây tiếng ồn là hầu hết do con người gây ra. Tác hại của tiếng ồn đó là gây chói tai, ảnh hưởng đến tai giữa, nhức đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Em hãy quan sát tranh và nêu những biện pháp để phòng chống tiếng ồn. À, ví dụ như ở nhà, ở trường hoặc ở nơi công cộng thì chúng ta cần phải đi nhẹ, nói khẽ. Còn khi mình ở nhà mà xung quanh người ta có tiếng động, à, ví dụ như người ta có thể sửa nhà, làm nhà, thì chúng ta nên đóng các cái cửa sổ lại để ngăn chặn cái tiếng ồn. Như vậy chúng ta đã biết được nguyên nhân gây tiếng ồn là hầu hết do con người gây ra. Còn tác hại của tiếng ồn đó chính là gây chói tai, ảnh hưởng đến tai giữa, nhức đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Còn biện pháp, chúng ta sẽ có những biện pháp như sau. Cái thứ nhất, đưa ra các cái quy định chung ở nơi công cộng. Cái thứ hai đó là sử dụng các vật ngăn cách. Cái thứ ba đó là trồng nhiều cây xanh. Như vậy thì âm thanh được gọi là tiếng ồn khi nó trở nên mạnh và gây khó chịu. Tiếng ồn có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, có thể gây mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh, có hại cho tai. Tiếng nổ lớn có thể làm thủng màng nhĩ, tiếng ồn mạnh gây hại cho tế bào lông trong ốc tai. Những cái tế bào lông bị hư hại, không được cơ thể phục hồi, nên nếu tiếp xúc lâu với tiếng ồn, nó sẽ gây đến tai mãn tính. Về nhà, chúng ta sẽ chú ý ở cái phần bóng đèn, mục bạn cần biết. À, đây chính là nội dung của bài. Tiếng ồn ảnh hưởng tới sức khỏe con người, có thể gây mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh, có hại cho tai. Vì vậy, cần có những biện pháp phòng chống tiếng ồn. Chẳng hạn như có những quy định chung về không gây tiếng ồn ở nơi công cộng, sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn truyền đến tai. Tiếp tục, chúng ta sẽ sang hoạt động 3.
Em hãy nêu các việc nên và không nên làm để góp phần phòng chống tiếng ồn. Nào, chúng ta hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi nên và không nên làm gì để góp phần phòng chống tiếng ồn cho bản thân và những người xung quanh. Chúng ta sẽ chia thành hai cột. Cột thứ nhất là những việc nên làm, đó là trồng nhiều cây xanh, nhắc nhở mọi người cùng có ý thức giảm ô nhiễm tiếng ồn, công trường xây dựng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, v.v. nên xây dựng xa nơi đông dân cư hoặc lắp các bộ phận giảm thanh. Còn những việc chúng ta không nên làm đó là nói to, cười đùa ở những nơi cần yên tĩnh, mở nhạc to, mở tivi to, trêu đùa súc vật để chúng kêu, sủa, nổ xe máy, ô tô trong nhà, xây dựng công trường gần trường học, bệnh viện, v.v. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho chúng ta học và biết được một số loại tiếng ồn, hiểu được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp phòng chống. Chúng ta cần phải có ý thức thực hiện một số hoạt động đơn giản góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người xung quanh, tuyên truyền vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Để củng cố lại kiến thức của bài học, cô có một trò chơi nho nhỏ nối cột A với cột B sao cho thích hợp. Ở cột A gồm có các từ ngữ sau: 1. Mở tivi nghe nhạc quá lớn. 2. Trồng nhiều cây xanh. 3. Không gây ồn ào. Ở cột B sẽ có: A. Ở những nơi công cộng. B. Ảnh hưởng đến màng nhĩ của tai. C. Giảm ô nhiễm tiếng ồn. Nào, các em hãy suy nghĩ và nối sao cho thích hợp. Ở cột A, câu thứ nhất: mở tivi nghe nhạc quá lớn, nó sẽ là ảnh hưởng đến màng nhĩ của tai, đúng không nào? Ở câu số 2: trồng nhiều cây xanh, giảm ô nhiễm tiếng ồn. Câu số 3: không gây ồn ào ở những nơi công cộng. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Về nhà, các em ôn lại bài và học thuộc mục bạn cần biết sách giáo khoa trang 89. Chúng ta luôn luôn phải có ý thức phòng chống ô nhiễm tiếng ồn bằng các biện pháp đơn giản và hữu hiệu. 2. Chúng ta chuẩn bị bài mới cho cô. Cô chào tất cả các em. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Bye bye!